Xin chào tất cả mọi người, tôi là Andy Vũ. Thì cái blog ngày hôm nay tôi sẽ nói về một vấn đề là cho tới ngày hôm nay luôn, cũng đã hơn 2 tuần rồi tôi vẫn chưa lấy lại được Facebook của mình. Và hôm qua hôm kia thì có một vài bạn nhắn tin là anh ơi, Facebook anh đã được mở lại rồi. Nhưng mà mình muốn nói cho các bạn nghe, đó không phải là mình, đó là hacker. Thì hiện tại bây giờ mình chỉ xài đúng một cái Instagram là Andy Vũ 167, Andy Vũ không có dấu 167, với lại một cái trang fanpage trên Facebook thôi. Mình sẽ để hai cái link, đường link chính thức ở dưới cái video này. Và mình xin muốn nói các bạn là đừng, hiện tại các bạn khoan tương tác cái nick cũ của mình. Tại cái nick cũ trên Facebook của mình là hiện tại bây giờ là hacker xài. Thì mình không muốn những cái trường hợp nào đáng tiếc xảy ra, như là mượn tiền hay lừa đảo các bạn mua một món đồ gì đó. Mình không muốn, nên lý do mình hôm nay là mình làm cái video này, thực sự mình cũng chẳng muốn nó lại cái vấn đề đó, các bạn hiểu không? Thì đó là hiện tại bây giờ đó, mình vẫn chưa lấy được cái Facebook đó. Và mình cũng không có muốn lấy lại được nữa. Tại một khi nó đã hack cái Facebook của mình rồi, một lần sẽ hack được nhiều lần. Một khi mình mở ra vài bữa đó nó hack tiếp, không lẽ giống như chẳng khác gì mình nuôi nó. Thì bởi vậy mình hiện tại chỉ xài, nhắc lại lần nữa, mình chỉ xài một Instagram chính thức là Andy Vũ 167 và một cái trang fanpage. Thì các bạn nào mà thương mình đó, thì cứ bấm like cái trang Instagram của mình và follow mình và cái trang Facebook fanpage của mình. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái trang Facebook cũ của mình hiện tại bây giờ hacker đang xài. Và đây là cái trang Instagram chính thức của mình mà mình xài hồi đó đến giờ là Andy Vũ 167. Thì các bạn nào mà hồi đó giờ có follow Facebook của mình mà bị mất tương tác thì các bạn có thể follow mình trên đây và nhắn tin mình bình thường. Thì trên Instagram này mình đọc tin nhắn lẹ hơn Facebook, và mình cũng thường xuyên online trên đây nhiều hơn là trên Facebook nữa. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái trang fanpage của mình. Và đây là cái trang fanpage chính thức của mình nha các bạn, là Andy Vũ Official Page. Đây là cái trang chính thức của mình, hiện tại giờ có 5.000 like. Thì các bạn, đây là cái trang chính thức nha, chứ không phải là những cái trang mà giả mạo đâu. Tại hiện tại bây giờ trên mấy cái Facebook á, Andy Vũ nhiều lắm, nhưng mà cái trang này là trang chính thức. Thì các bạn nào có không có chơi Instagram thì muốn tương tác với mình thì cứ nhắn tin vô đây. Thì cái này nó khác những trang Facebook bình thường, là các bạn nhắn tin là cái là nó vô thẳng tin nhắn của mình luôn, chứ nó không có nằm ở tin nhắn chờ, tin nhắn đợi vậy đó. Đây, hình mới up được vài tiếng trước, 5 tiếng trước. Do về cái link Facebook mỗi lần có blog mới mình cũng đều bỏ trên đây hết á, giống như cái Facebook bình thường cũ của mình thôi. Và bây giờ là quay trở lại cái trang Facebook cũ của mình thưa các bạn, cái trang mà đang bị hacker mà hack nè. Đây, cái trang này hiện tại có 185.000 người follow. Thì cái lý do mà nó mở cái trang này lại đi chi các bạn, là thứ nhất là mình, một lý do là nó muốn bán cái trang này, hoặc là trước khi bán nó sẽ lừa đảo các bạn. Tại nó sẽ nhắn tin từng người đã từng nhắn tin với mình, nó sẽ mượn tiền hay bất cứ cái gì đó. Thì các bạn hạn chế tương tác với cái trang này cho đến khi nào các bạn thấy clip trên Facebook, lộn, clip trên YouTube của tôi là tôi đã lấy lại được cái này. Còn nếu mà tôi không có đăng là tôi lấy được cái Facebook này, thì các bạn hạn chế tương tác bắt đầu từ bây giờ nha các bạn. Thì đó, hôm qua nè, thằng khốn kiếp này nó lấy tấm hình mà mấy năm trước của tôi, nó up lên rồi nó copy mấy cái dòng mà status của tôi ngày xưa nè. Thì có rất rất là nhiều người không hiểu, các bạn hiểu không, vẫn nghĩ đây là tôi mới mở được Facebook. Thì các bạn nào có coi cái blog này xong á, thương tôi thì cứ người nào mà biết tôi á, hoặc là follow Facebook của tôi, thì nói đây là cái trang này đã bị hack thì vẫn chưa lấy lại được nha các bạn. Con mẹ mày là hacker, mày không có làm được cái gì ngoài cái chuyện mà dơ bẩn như vậy đó. Ok, ok, và trước khi kết thúc cái blog này là tôi cũng xin thông báo cho các bạn biết là cái mẫu áo chính thức của tôi và cái mẫu nón chính thức của tôi sẽ được, không phải cái này nha, không phải hai cái này. Cái này là cái mẫu nón nhưng mà chưa cho mọi, đang trong cái quá trình hoàn thiện. Còn cái áo này là áo của bạn gái tôi mua tặng. Thì cái mẫu áo chính thức và mẫu nón chính thức của tôi sẽ được ra mắt tại Sneaker Fest vào tháng 12 tại Sài Gòn. Thì những thông tin sắp tới mình sẽ update trên Facebook cho các bạn, cũng như là thời gian và địa điểm, và cũng như là chất lượng của cái áo như thế nào và giá tiền. Ok, thì anh em nào mà thích mình thì tới bữa đó kiếm mình sẽ dẫn ở đó luôn, mình sẽ giao lưu với anh em. Ok, tới bữa đó tôi sẽ đăng thêm một lần nữa. Thank you, peace. Yeah. Thì từ cái ngày mà không còn Facebook nữa đó, tôi giống như là người ở ngoài dùng phủ sóng xã hội đó, tôi không còn biết những cái gì tin tức gì hết trơn. Tôi mất liên lạc với bạn bè cũ, với những người fan cũ này nọ. Nhưng mà có một điều là các bạn làm, có vài bạn làm tôi rất là vui, là khi mà tôi bị bớt Facebook á, thì vẫn qua Instagram là nhắn tin tôi này nọ, giống như là
hôm qua cái nick nó mở, thằng hacker mở cái nick lại thì mấy bạn cứ thông báo cho tôi này nọ, tôi rất là cảm ơn tấm lòng của các bạn. Và make sure các bạn là nếu không có Facebook thì vẫn follow tôi trên Instagram là ndvu167. Và make sure các bạn check cái link trong description với lại hai cái comment. Tôi sẽ để hai cái đường link của hai cái social media mà tôi hiện tại tôi đang xài. Và cảm ơn các bạn. Và một ngày ngày mai gặp blog tiếp. Ok. Bye. Chưa, cầu điều nữa. Khi mà các bạn hằng lên cái nick cũ tôi mà thấy nó up cái gì đó, cứ vô comment, đây không phải là Andy Vũ, để cho mọi người biết giùm tôi, hoặc là inbox đó, chửi chết mẹ nó giùm tôi luôn. Cho đến khi mà tôi thông báo là tôi sẽ lấy lại cái nick rồi thì ok, các bạn tương tác lại tôi bình thường. Còn bây giờ nó up cái gì lên là vô nhắn tin, comment banh xác luôn, là đây không phải Andy Vũ các bạn, đây là nick chuẩn bị hack. Và các bạn để cái đường link của cái blog này đó, vô chổng luôn cho mọi người coi. Và cảm ơn tất cả các bạn. Mình phải làm vậy. Ok. Much love. Peace, y'all.